chạy ngay đi khi bước vào nhà vệ sinh công cộng mà thấy giấy vệ sinh như thế này. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rất nhiều vết máu đỏ trên đó. Và đương nhiên đó không phải là máu mũi, không phải máu mù, cũng không phải máu. Nó là máu ở ven từ các ống tiêm của con nghiện đang muốn làm sạch kim tiêm. Đáng sợ hơn là chúng ta không thể biết được đây là máu của một cá nhân nghiện hay một hội đồng nghiện, và chính xác là bao nhiêu giọt máu đào đã hòa quyện vào nhau. Hãy nhớ rằng nếu bạn không để ý mà kéo loại giấy vệ sinh này xuống dùng, thì chỉ cần một giọt máu nhỏ đi qua da của bạn thôi là cũng có thể khiến virus thế kỷ xâm nhập vào người bạn. HIVS, viêm gan B, viêm gan C. Và nếu bạn vô tình vệ sinh bằng đống giấy này, tin tốt là tỷ lệ nhiễm HIV của bạn khá thấp. Cứ 50.000 người y tá tiếp xúc với bệnh nhân thì mới chỉ có một y tá là dính trưởng. Nhưng tin không tốt đó chính là tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B của bạn cao gấp 3 lần so với tỷ lệ nhiễm HIV trong trường hợp bạn chưa tiêm phòng viêm gan B. Vậy nên là thấy thì chạy ngay đi. Còn nếu lỡ mà dùng rồi thì hãy cầu nguyện thật thành tâm vào trên đường đến viện. Anyway, mình tôn trọng đam mê Chicvoven của